sao thì em dám lấy là cái đoàn Boy Scout là tên là Lê Văn Việt. À, đi rồi, không có lấy cái tên đó. Okay. Tức là cái đoàn Lê Văn Việt lúc trước là di cư từ Bắc vô Nam. Sau ở vô Nam á, thì các anh kiểu mới ngồi nghĩ coi là đúng là phải đặt cái tên riêng cho đoàn mình, đúng không? Cái đoàn của ngoài Bắc nó tên là đoàn Bạch Đằng. Cái vô trong Nam thì họ mới thấy là cái lăng Lê Văn Việt đó, thì người trong Nam họ tôn thờ cái lăng đó. Thành ra ông mới nghĩ là bây giờ là mình cần hòa nhập với người trong Nam. Thành ra mới đặt tên là Lê Văn Việt. Rồi tại sao Lê Văn Việt là một con thuyền lướt sóng? Con thuyền đó nó có hai ý nghĩa, cái này vừa dạy cho đàn sinh đàng hoàng. Đúng. Không biết là không có lên oanh á. Có nghe con thuyền đó, công thuyền đó là tượng trưng cho kiếm cái bác di cư vô Nam. Ồ, cái thời điểm năm tư. Sau này con thuyền nó cũng tượng trưng cho cái tinh thần mạo hiểm của người Đà. Ồ. Thì con thuyền nó có cái sóng là sự thử thách trong đời. Đúng rồi. Những ngôi sao bắt đầu là cái hướng đúng mà mình đi. Con thuyền có thêm con thuyền lên sông mắt. Vỗ tay. Hôm nay là ngày họp mặt của Pha Rình, của hướng đạo Liên đoàn Lê Văn Việt. Đây là những hình ảnh của cha mẹ, những gương mặt thân thương. À, các bạn được lên YouTuber rồi đó nha. Em nói đi. Nói gì? Bữa nay là tụ họp ở nhà giao là ngày nhân dịp là 40 năm thành lập của đoàn Lê Văn Duyệt, hướng đạo Lê Văn Duyệt 127. Như là 40 năm rồi đó. Nhưng mà ở trong cái đoàn này là 25 năm đó. Quảng cáo cho xíu nha. Áo của người sao mà cười đi mà. Ngửa mặt lên 40 năm à, 40 năm à. 40 năm cao như tiền em. 22 đồng. Ôi trời ơi. 22 đồng. Để kia nghe rồi. Đây. Để lên cái khác 22 đồng. YouTuber quay. Quay cảnh luôn ha, quay cảnh luôn. Đúng rồi. Mình mua ủng hộ. Em đâu có đi. Cái chopper này anh sẽ chia đôi 50% cho anh. Các bạn nhớ vô like and subscribe nha.